Vé hai trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út được mở bán theo hình thức trực tuyến thông qua một ứng dụng. Có bốn mức giá vé mà khán giả có thể mua là 500.000 đồng một vé, 700.000 đồng một vé, 900.000 đồng một vé và 1,2 triệu đồng một vé. Các mức vé cao sở hữu chỗ ngồi đẹp nhanh chóng hết nhãn chỉ sau 30 phút mở bán. Chỉ sau 3 tiếng, hệ thống mở bán chính thức dân phe vé đã giao bán vé với giá cao hơn nhiều trên các hội nhóm chợ mạng. Dòng vé phổ biến nhất được ra bán là loại 500.000 đồng và 700.000 đồng. Dân phe vé khẳng định, người mua không cần đặt cọc, chỉ cần để lại số điện thoại, phương thức liên hệ khi nào có vé, người bán sẽ liên hệ lại. Liên quan tới hai trận đầu tới đây của đội tuyển Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý cho sân Mỹ Đình mở cửa cho khoảng 12.000 người, tương đương 30% sức chứa của sân. Đài báo cáo công bố tiêu điểm thị trường khách sạn quý 3 năm 2021, CBRE Việt Nam thuộc Tập đoàn Môi giới và Tư vấn Đầu tư Bất động sản Quốc tế CBRE cho biết, do nhiều khách sạn thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động với một phần nhỏ công suất khả dụng. Vì vậy, trong quý 3 năm 2021, giá phòng khách sạn 4 năm sao bình quân tại Hà Nội đạt 94,4 đô la Mỹ, giảm 3,9% so với quý 3 năm 2020 và giảm 16,4% so với quý 3 năm 2019. Tương tự, công suất phòng bình quân đạt 26,2%, giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 54,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019. Vì vậy doanh thu trên mỗi phòng chỉ đạt 24,7 đô la Mỹ, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 72,9% so với cùng kỳ năm 2019. Google vừa tổ chức sự kiện trực tuyến và giới thiệu bộ đôi Pixel 6 cùng Pixel 6 Pro với giá bán lần lượt 599 đô la Mỹ, 899 đô la Mỹ. Google cho biết sẽ mở bán Pixel thế hệ mới tại một số thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản từ ngày 28 tháng 10. Tuy nhiên, một cửa hàng ở Hà Nội đã mua được mẫu Pixel Pro trước ngày Google mở bán. Máy là bản thương mại với đầy đủ tính năng được nhân viên làm việc tại Google Store ở Mỹ bán ra. Pixel 6 Pro được bán ra dưới máy trần giá hơn 30 triệu đồng. Ông Xuân Tuấn, chủ cửa hàng quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Như vậy, giá bán của mẫu Pixel 6 Pro sách tay đầu tiên ở Việt Nam cao hơn khoảng 5 triệu đồng so với iPhone 13 chính hãng bản 128GB và chỉ thấp hơn 1 triệu đồng so với iPhone 13 Pro.